enchanté. Xin chào các bạn, hôm nay Ly đang có mặt tại trung tâm thương mại Lotte ở Liễu Giai. Và chắc chắn là không gian này thì khác hẳn với không gian bình thường mình hay quay tại nhà phải không? Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một gian hàng mới của Clepo tại trung tâm thương mại Lotte. Gian hàng Activation Booth chỉ có mặt từ mùng 3 đến 12 tháng 8 mà thôi. Và với cái gian hàng này thì Clepo sẽ giới thiệu những sản phẩm gì? Ly nghe nói là có cả 3 sản phẩm cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với 8 màu son của dòng Lipstick Cashmere mới năm nay trong mùa thu đông của 2018. Và với Clepo lần này thì dòng Lipstick Cashmere sẽ có những màu từ màu nude này cho đến những màu rất là đậm, quyền lực và cả những màu rất là tươi sáng cho những bạn nào thích sự trẻ trung nữa. Và chắc chắn Ly biết rằng các bạn sẽ dùng được một trong những màu này và Ly cũng sẽ search cả 8 màu son này lên trên môi của Ly nữa đấy. Và nếu như các bạn đã phải lòng với 8 màu son của Clepo rồi thì đừng quên là hãy ghé thăm phía này, tại vì ở đây chúng ta sẽ có thể được makeover đấy. Và vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 8 tại đây thì sẽ có anh Gior, chính là makeup artist của Clepo, sẽ hướng dẫn các bạn cùng với một người mẫu để hướng dẫn cách trang điểm cho mùa thu đông năm nay. Và nếu mà các bạn lỡ ngày 4 thì các bạn có thể quay lại đây vào tất cả các ngày từ mùng 3 đến 12 tháng 8 để có thể trải nghiệm tất cả những sản phẩm của Clepo. Ở trong này thì Ly đã có thấy một số sản phẩm mà Ly rất là yêu thích, ví dụ như là foundation này hay như là concealer và kể cả bạn concealer mới của Clepo nữa. Bản thân Ly thì cũng đã thử nghiệm bạn này rồi, nhưng mà Ly nghĩ là Ly sẽ để anh Di một lúc nữa sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đúng nhất để chúng ta sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên, trước khi đến với phần swatch 8 màu son của dòng son Lipstick Cashmere lần này của Clepo thì Ly sẽ thoa một lớp son dưỡng với bạn Lip Glorifier trước nhé. Bạn này có thành phần từ bơ cây hạt mỡ, dầu hoa rum và dầu argan nên dưỡng môi rất là tốt. Ngoài ra, nếu mà chỉ dùng một mình mà không dùng cho lớp son nền thì màu son sẽ tùy theo nhiệt độ cơ thể cũng như là đồng độ amino acid trên môi mà chuyển hóa từ trong suốt sang màu hồng tự nhiên cho môi đấy, mà chúng ta hay gọi là son gió ấy, nhưng mà cái này trông sang xịn hơn rất là nhiều. Giờ môi của Ly đã sẵn sàng rồi với thỏi son đầu tiên là màu Putty. Đây là một màu nude trầm ấm. Màu này lên môi Ly đúng kiểu màu môi nhưng mà kiểu my lip but better. Dòng son này có độ lì vừa phải nên khi thoa lên môi không khiến môi bị khô cứng khó chịu. Mà màu son này của Ly cũng có thể dùng khi không make up nữa đấy. Màu thứ hai là màu Sweet Song, màu hồng be ngọt ngào cực hợp với các make up lúc chú trọng đến độ sâu của đôi mắt và cũng như là make up lúc hàng ngày luôn. Đây là một cái màu son bán chạy nhất của dòng son này bởi màu lên môi cực kỳ mịn và dễ dùng cho mọi tông da. Màu số 3 là màu Legend, màu đỏ huyền thoại bởi đây là một màu đỏ trung tính mà sắc da bạn dù có lạnh hay ấm cũng có thể sử dụng dễ dàng. Màu son lên môi rất đúng với màu trên thỏi và màu tán trên tay và đặc biệt là nó đem lại cảm giác lì mịn mượt và bắt sáng cực kỳ tốt. Do vậy dù dùng màu đậm nhưng môi vẫn rất là tươi tắn. Màu số 4 là màu đỏ thẫm mang chút huyền bí, son lướt trên môi rất nhẹ nhàng như khoác lên mình một lớp blend cashmere mềm mại và ấm áp vậy. Màu đỏ này sẽ hơi kén da một chút nhưng nếu bạn biết kết hợp với trang phục thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Màu số 5 là màu Flower Powders, một màu hồng mong manh như đám mây vậy. Thực sự ban đầu thì mình cũng thấy màu này hơi khó dùng một chút xíu, nhưng mà nhờ phần bột khuếch tán ánh sáng linh hoạt trong thành phần của dòng son này lại khiến cho đôi môi khi cử động trông linh hoạt và đa chiều hơn rất là nhiều, khiến màu son lúc đầu tưởng chừng khó dùng nhưng mà lại thành dễ dùng và cực kỳ trẻ trung. Màu số 6 là một màu hồng đỏ sáng và cũng tưởng là lên môi sẽ khó đều, nhưng mà thực sự là lại bất ngờ vì màu phủ lên môi cực kỳ mềm và cũng như là không hề làm nứt hay là lộ vân môi, thế nên là dù màu có sáng mấy cũng không vấn đề gì cả. Màu số 7 là một màu hồng cam rực rỡ, thực sự rất trẻ trung cùng với thành phần dầu Embracing Power giúp môi căng mọng và óng mịn tự nhiên, trông đôi môi hồng hào đầy đặn và cực kỳ nhiều sức sống. Và màu cuối cùng chính là màu số 8, một màu hồng đậm đầy khiêu khích. Một màu hồng đầy sức quyến rũ và tinh nhanh cộng thêm cả phức hợp Illuminating Hydro Wrap và dầu Argan Oil trong thành phần của son nên dù màu có tông tối hay tông sáng thì lên môi vẫn rất là mềm và rất là mịn, trông môi căng đều luôn ý. Và các bạn có thể thấy đấy, lên môi bất cứ màu nào cũng đều mịn và đều có một cái độ pigmentation rất là tốt. Nhìn lại cả 8 màu son này thì chắc chắn là màu son mà Ly thích nhất sẽ là màu số 2 bởi sự dễ dùng này, thích hợp cho mọi loại da. Và sẽ thích nhì là màu số 3 vì độ lên màu quá đỉnh và cực kỳ tôn tông da. Khi chúng ta đã tìm được một cái màu son đỏ hợp lý thì chắc chắn là chúng ta sẽ stick với nó phải không nào? Xin chào các bạn, và thế là chúng ta đã soát xong 8 màu son mới của dòng Lipstick Cashmere
đến, đấy chính là sản phẩm Radiant Touch của Clairepo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp anh Di, makeup artist của Clairepo sẽ có thể hướng dẫn chúng ta dùng sản phẩm này. Và anh Di ơi, sản phẩm này thì là như thế nào nhỉ? Anh có thể nói qua cho em biết được không? Đây là một sản phẩm là che khuyết điểm dành cho vùng mắt. Như em cũng biết thì cái vùng mắt của mình tập trung rất là nhiều mạch máu ha. Và cái sự phân bố màu sắc nó sẽ không có đồng đều so với những cái vùng da khác. Và một cái nữa là nó sẽ tập trung rất là nhiều cái sắc tố melanin. Đó, cho nên là em sẽ thấy cái vùng da mắt của mình nó sẽ tối hơn những cái vùng da khác rất là nhiều ha. Cho nên là đây là cái sản phẩm nó sẽ hiệu chỉnh hết những cái vấn đề đó luôn. Và đặc biệt đối với em thì cái quầng thâm mắt của em là khá là di chuyển từ bố mẹ, và em thức đêm cũng khá là nhiều nữa. Thế nên là chắc chắn là cái sản phẩm này sẽ là một sản phẩm hữu dụng này cho đúng em rồi. Và đặc biệt nó theo một cái công nghệ mạng lưới nữa, cho nên là khi mà em cười, khi mà em hoạt động cơ quanh cái vùng mắt của em, nó sẽ không xuất hiện nếp nhăn sau. Và nó sẽ cải thiện những cái khuyết điểm đó khi mà em sử dụng hàng ngày luôn. Vậy là vừa là sản phẩm make up mà cũng là vừa đúng rồi luôn. Đúng rồi. Và sẽ rất là hữu hiệu cho các cô nàng khoảng tầm U30 như ly đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ không để các bạn chờ đợi lâu nữa, vì Ly cũng rất là muốn sử dụng sản phẩm này lên trên mắt của Ly với bàn tay của anh Di. Và anh ơi, xem hỏi một chút là cái sản phẩm này thì nó là có bao nhiêu màu ạ anh? Hiện tại trên thế giới khoảng 6 màu. Tuy nhiên là ở Việt Nam chỉ nhập về khoảng 4 màu thôi để nó phù hợp với lại cái thị trường Việt Nam. Nó gồm có ivory nè, dành cho những cái người da rất là sáng ha. Và màu be thì dành cho những người da hơi trắng hồng một chút xíu, và màu orchard thì dành cho những cái người da có làn da tự nhiên thôi. Và một cái màu amon nữa thì nó sẽ hơi tối hơn màu orchard một chút xíu. Nó dành cho những cái bạn mà da hơi ngăm ngăm một tí. Da em thì anh nghĩ là sử dụng màu be đi. Một cái màu dành cho những người da trắng hồng. Và cái thủ thuật bấm và cũng như là cách sử dụng cái sản phẩm này nó cũng rất là đơn giản thôi ha. Nếu như mà đây là một cái cây bút mới thì em sẽ nhấn ở trên cái phần nút bấm này khoảng 30 lần ha. Và khi mà nó đã ra cái phấn ở trong này rồi thì em nhấn khoảng 1-2 lần khi mà em sử dụng. Tại vì khi mà nhấn nhiều quá thì với những cái sản phẩm này thì khi mà nó ra rồi thì em sẽ không lấy lại được. Và em thấy một điểm đặc biệt ý, là bình thường thì chúng ta sẽ có là cái sponge tip applicator, nghĩa nó dạng sponge, nhưng mà cái này là dạng chổi và nhìn trông như một cái bút vẽ vậy. Đúng rồi. Thì cái phần này nó có tác dụng gì khi mà chúng ta dùng lên trên mặt? Thì nó sẽ giúp điều tiết cái lượng phấn đưa lên làn da của em nó sẽ mỏng hơn. Còn đúng rồi, còn những cái loại khác thì nó em phải sử dụng bằng tay để em định lượng lại cái liều lượng khi mà đưa lên da của em, đúng không? Còn với cái chỗ này nó sẽ làm cho cái làn da của em nó mịn màng hơn, nó sẽ len lỏi và nó che được những cái rãnh nhăn quanh vùng mắt của em. Sau khi mà mình nhấn khoảng 30 cái để cho nó ra cái phấn ở trên đầu cọ rồi thì em sẽ nhấn khoảng 2 cái khi mà em sử dụng ha. Từ phần đầu mắt này cho tới chính giữa con ngươi nó được gọi là cái quầng thâm mắt ha, cho nên là mình sẽ đi cái sản phẩm phấn này vào đây. Sau đó em sẽ sử dụng ngón tay, em sẽ tán nhẹ ra cho anh góc 45 độ. Và nó sẽ theo một cái hình tam giác giống như vậy ha. Bên này cái thao tác cũng y chang bên kia ha. Lưu ý là với sản phẩm này khi mà mọi người lấy ít thôi. Ví dụ như thiếu thì mình lấy thêm, chứ mình đừng có đưa sản phẩm lên vùng mắt quá nhiều ha. Thì nó sẽ làm cho cái vùng da mắt của mình nó sẽ không được tự nhiên á, do cái sản phẩm phấn quá nhiều đi. Nó sẽ bị cakey đúng không anh? Đúng rồi. Và Ly rất là cảm ơn anh Di đã có mặt ngày hôm nay để hướng dẫn chúng ta sử dụng sản phẩm Radiant Touch của Clairepo ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Di rất là nhiều. Và bản thân Duy cũng hy vọng là các bạn thích những cái cách chia sẻ về cái cách che khuyết điểm vùng mắt này với sản phẩm Corrector for Eye. Và Duy cũng hy vọng sẽ gặp các bạn tại counter của Clairepo. Và nếu như bạn muốn gặp lại anh Di lần nữa và bạn đang xem video này trước ngày 4 tháng 8 thì các bạn hãy nhớ 7 giờ tối đến ngay với Lotte Lễ Giai để có thể gặp anh Di một lần nữa và xem anh Di hướng dẫn những cái cách make up cho mùa thu đông năm nay. Và cũng như là các sản phẩm của Clairepo cũng sẽ có mặt tại Lotte Center từ mùng 3 đến 12 tháng 8 để các bạn trải nghiệm ở cái phần exhibition mà Ly đã giới thiệu ngay lúc đầu đấy. Và bây giờ thì Ly xin phép để chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye! Ủa, các bạn vẫn còn ở đây à? Ly rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận cuối như thế này. Và Ly biết là video cũng đã dài rồi và các bạn cũng đã có những sản phẩm mà các bạn yêu thích rồi. Thế nên là bây giờ Ly sẽ dành cho những bạn nào mà xem video đến tận bây giờ một bất ngờ. Đấy chính là sẽ có 3 bạn có khả năng trúng một trong 8 thỏi son ngày hôm nay của chúng ta. Đấy chính là dòng son Lipstick Cashmere. Và để sẵn sàng chiến thắng được giveaway này thì các bạn hãy nhớ
là hãy comment ở phía dưới video này ở trên Facebook cho Ly biết là thỏi son nào, màu son nào bạn yêu thích và lý do tại sao bạn lại yêu thích màu son đấy. Và đừng quên là share cũng như là like và cũng như là thực hiện tất cả những cái điều khoản mà Ly sẽ ghi ở trên Facebook cho các bạn để các bạn có thể trở thành chủ nhân của một trong 8 màu son này nhé. Và hiện tại lên trên môi Ly đấy chính là màu son 102, rất là xinh.